Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chơn miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình muốn làm một clip mình chia sẻ trang trí ốp gạch tường nha cô chú anh chị bạn. Thì bây giờ là chuẩn bị trang trí cái nhà này thì ốp gạch tường lên hết luôn nha. Thì mình sẽ quay tới đâu mình sẽ review lại cho cô chú anh chị bạn xem cái đó những cái kỹ thuật mình làm nha. Cái tới cái đoạn trang trí nha cô chú và chị bạn, thì mình đã dán cái phòng bên đây rồi. Thì mấy cái cột mình sẽ chừa lại nha, để mình dán sau. Chọn nhân nhịp ra tường. Nói chung thì cũng tương đối nhanh của chú chị bạn. Sàn phòng bên đây, sàn phòng bên đây mình đã dán được như vậy nè. Mờ quá ta, thiếu ánh sáng. Sao không dán luôn đi cha? Nói trời ơi. Rồi thì mình nay dán tới đây của chú chị bạn. Còn cái khu vực ở đằng bếp nhà vệ sinh nè, mình cũng mới gài đường trên xong. Còn những khúc trước vách này mình đã ốp rồi nha, ốp rồi. Khúc dưới này chà gòn cũng mới nha của chú chị bạn. Thì cũng có ông bạn là thì mình quay khúc hoàn thiện thì mình sẽ quay từ giai đoạn dán gạch lót nền cái xây. Thì mình cũng mời cô chú anh chị bạn xem thay đổi của mình nha. Mấy cái cột này thì mình dán sau cái tường trước. Mình làm nước bể đầy cho anh. Ướt tới người luôn. Chú mình này là đang chuẩn bị là cán nền đang lót gạch nha. Thì mình mỗi nhà là mình cán hồ mà để lót gạch là nó khác với nhau nha, không có giống chung được. Thì đây mình chọn hồ ướt nè, mình chữ với dụng là hồ ướt. Rồi xong mình sẽ đây một lớp hồ khô ra. Gạt lên cho hồ nó không được bị nhót nha. Còn nếu mình gạt mà nước không thì nó khô, nó sẽ giật xuống, nó không có chuẩn. Mình tưới nước cho nó đủ nước luôn. Cục vào đó ai ghém ai đẩy sang đẩy xe gùa gì sức lên đâu. Mới sức chưa có đẩy xe gùa đó. Về sao kìa? Ai mà biết. Người ta ông ấy lỡ nấu để cho nó cho anh thì mình dán gạch gọi cho anh cho. Còn cũng sao thì quay lại sáng lúc này. Chủ nhà đó bụng xíu, bụng phè tối ngày. Ta bụng nở rồi, bụng bia rồi, ta phè này, bụng xíu. Không, trộn này đâu có bao rồi khô nó chứ. Trong máy còn hổi không? Còn nước để đây cho đây đi rồi trộn hồ khô gãi ra khải khúc đó đó. Trộn bao nữa là ông quẹo ông gạt trong kia đó. Trước như vậy rồi mình lót, mình sẽ tưới nước qua cho giữ độ ẩm, rồi xong mình sẽ lót ngăn cái chứ các bạn. Đây nhà tắm mình chưa có dán nè, nhà tắm còn cái tại này mình đi cái sàn nó hơi cao hơn đó, nên mình chưa có dán. Mình cán lót mà lại xong rồi mình sẽ dán cái khu vực trong này. Giờ này mình cũng đổ tấm đan để người ta để hồ nước cho nó. Việc này thì những cái video rồi đó thì mình cũng quay cũng chia sẻ cho các chị bạn từng giai đoạn nha. Thì cái giai đoạn này thì dán gạch cũng gần gần xong, nhà cắn nền lót gạch thì mình cũng mong các chị bạn theo dõi kênh mình nha. Thì có thời gian thì mình sẽ làm những clip mà chế những cái dụng cụ để làm trong xây dựng của chú chị bạn. Thì nhà này một máy nè. À, chiều cao từ dưới lên tới trên đó là 3,6 m nha. Chiều ngang lọc lòng là 5,3 m. Gạch thì giá gạch 30-60. Rồi, tới giai đoạn tiếp thì mình sẽ quay tiếp cho cô chú chị bạn xem nha. Rồi, là này mình đã cũng cán gì xong cô chú chị bạn. Thì dăng lên hội dăng trên tường thì nó vệ sinh là sạch lại thôi. Thì cái này mình muốn dán rồi. Cái cột mình chuẩn bị mình dán cái cột sau nè luôn. Mấy cái gạch này nữa người ta ốp nhôm em, mình không có cách làm clip. Ốp hai miếng nhôm vô đây làm chỉ luôn nè. Cũng vậy luôn nha. Thì lít sao cho mình lót gạch rồi mình cũng lót gạch đó. Mình quay lại cho chú gì xem. Thì này lót gạch 80 nha. Mình tới công đoạn đóng đổ cái bếp nè của chú chị bạn. Đây là làm bếp nè, chiều ra này tới 80 luôn nha. Đang đóng cái khuôn, thì chờ cái lỗ để mình gắn cái chậu gửi trứng này. Vệ sinh sạch sẽ rồi mình và tưới nước cho đậu ảnh. Anh em ơi, 80. Là chưa? Rồi. Rồi ra. Nó theo nhiều không? Theo nhiều không? Ờ, theo nhiều nè. Để mình sẽ lót rồi xong mình sẽ quay lại một số tiệm mạng xanh nha. Hôm nay mình không có đem cái trưng bày theo nên mình lát tới đầu quay tới đó cho cô chú được xem. Làm gì mà mày cho láng hả? Mày cho láng, mày láng hả? Ừ. Trời ơi, gạch người ta về mày gạch nguyên để mày chi vậy? Cắt hả? Ừ. Đâu mày sao đâu, vuốt đi nè, vuốt coi nó láng không? Láng nè. Trời không như y gan như đường cắt trời. Lại luôn chứ. Mình cũng chia sẻ cho cô chú chị các bạn những anh nợ lắp đặt nha, thì mình cũng biết nhiều thì mình chia sẻ cho cô chú chị các bạn bao nhiêu. Thì những cái nền á, mình tráng nền xong, mình tráng nền xong mà thấy nó khô thì mình nên tí nước xương qua. Tí nước xương qua sau rồi cho nó ráo mặt lại thì mình lót xuống nha. Mình lót nó xuống là nó không bị giật chớp, để thôi nó khô, nó khô mình lót là xong. Những cái dấu cộng hay là miếng gạch đó nó sẽ nhót xuống được rồi. Thì đa số thì những anh em đó là con biết là tứ lần sau tại sao mà nó bị chìm gốc. Khi mình lót về xong mình quay lại là nó sẽ chìm gốc, thì cái này nó hút nước thì nó sẽ khô như vậy. Thì nên mình tí xương qua để cho nó có độ ẩm dưới, thì nó gặp mình lót xuống kia là nó bằng luôn, nó không bị nhót nha. Tấm kia là tấm cuối cùng phải không? Tấm cuối cùng nó lát bỏ vô đây nè, lát tôi lấy ra từ đầu rồi. Thì mình cũng chia sẻ vậy cho cô chú anh chị xem mà những tay nghề yếu quá thì hỏi ra video của mình nha. Thì mình cũng quay chia sẻ từ khi chút thôi chứ không có quay hết, tại những lúc trước mình đã chia sẻ rồi, thì những lúc này thì mình đã nói chung sơ lại thôi nha.